kỹ thuật riêng của mỗi người nó khác nhau chứ không ai giống ai nha các bạn. Ồ, và để xuống ủi luôn đấy không? Này bình như thế này là mà đi làm chạy là đất mướn là chủ đất rất là khoái nha các bạn. Chạy trục rồi chỗ nào mà nó thấp là để cái ủi đầu xuống đẩy luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp không? Làm gì chủ ruộng rất là khoái nha các bạn. Mình chào các bạn nha. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng xem cái con máy cày Suzuka. Trước hết là mình chưa biết nó là Suzuka máy, nó không biết. Con này có trang bị cái ủi đầu trang đích luôn nha các bạn. Đó, này thì mời các bạn xem cái con này nó trang nè, trang vô cái dũng chỗ này nè. Lấy chớn xa dưới trời lúc lúc này ghê luôn này. Cái này hơi gió nha các bạn, gió bắc cho nên nó có gì ồ ồ các bạn thông cảm nha. Đó các bạn thấy mê chưa, sức mạnh kinh khủng của Suzuka đấu đầu nha các bạn. Quá dữ, gió cũng dữ luôn. Ôi trời, xuống xuống kìa, chạy ghê luôn các bạn. Bánh lọc lớn luôn nha bà, chạy chơi hai thớt luôn. Bích mẹ cho rồi, bích chơi rồi, hết thái hiệu rồi. Cái loại này là cái đầu tròn tròn chứ không phải mà đầu vuông vuông. Nè, siêu ra nó tới 2-3 loại nha các bạn. Nhiều loại lắm. Ở giờ khi mà ủi vô thì chơi ủi đầu, khi mà trở ra là cái này là chế cái vàng này là chạc luôn nha bạn, kéo ra là để xuống là cái miếng dán nằm luôn, rất là đẹp. Đó, nhìn nhức nách không à, ghê chưa. Thêm mấy cặp bánh lồng là hai thớt nữa, bên hai thớt. Gió quá nghe ào ào, các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Cái này vô gió bắc nha, mạnh ghê lắm. Thấy chiếc này làm thấy ác thiệt các bạn. Cái bô nó nằm bên đây à, cái bô nè. Giờ chụp ở sau là thêm cái miếng dán gạt ở sau gạt luôn nha bạn, cực đẹp. Gần hồi nó tành tạch lên lết cái nữa thì nhức nách luôn. Chụp cái miếng này cái đất lô khá là dài nha các bạn, tầm khoảng cỡ trên 500 mét gì đó, quá xa luôn. Nên chạy là với cái tốc độ như thế này để mà cho nó nhanh đất ha, nhưng mà nó chạy nhanh thì nó đẹp đất hơn nữa. Cũng là nhiều, cũng nhìn nhiều anh nói chạy nhanh là chạy ấu chạy tả nhưng không đúng nha các bạn, trục là phải chạy nhanh. Đó, chạy nhìn thấy ham không? Chút xíu rồi ra tới mà mình làm này là mình gặp rồi mình phái liền các bạn. Chạy trục đất mà có cái trang đầu ưới đích vậy đó, tuyệt vời không? Cái nào thấp thấp mà đẩy luôn à, gò đẩy xuống thấp. Nhìn thấy đã không? Sao thêm cái miếng dán lúc nào cũng lết cho nha các bạn. Gạt luôn à, cực kỳ đẹp. Trở lên là bắt đầu ấy nha các bạn. Miếng dán rồi. Lên xuống nha bạn.
Rồi giờ này hạ xuống đẩy nữa nha các bạn. Nó cho qua cái lỗ gò cái bắt đầu dở lên á. Gạt gì thì chủ ruộng rất là thích luôn, bảo đảm 100% luôn. Vừa chạy trục mà vừa có mà đẩy phả gò cho mà chú ruộng nha các bạn. Đó. Mình gặp mình phái liền. Cái này là dạng mà chạy mướn mà được chế như làm như thế này rất là ngon nha các bạn. Đó là nhà rất là chủ ruộng rất là thích luôn. Máy cũng gọn gọn mà mang cặp lồng này cũng chà bá lửa. Trang đầu ủi đích đầy đủ. Ôi trời, nhức nách. Lẹ siêu nhanh. Này cũng là thánh chế nha các bạn. Đẹp kìa, đó, có đẹp kìa. Trục lết luôn rồi đó. Tùy nha các bạn. Rồi giờ làm gì đây? Ủ luôn. Cái này vàng này hai tác dụng luôn nha các bạn. Để da luôn. Cực kỳ luôn. Wow. Quá dữ rồi. À, bắt đầu để xuống lết luôn nha các bạn. Đó, thấy chưa? Dở lên là clắc 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 nha các bạn. Này vàng này hai tác dụng mà chứ không phải ba tác dụng nha các bạn. Vỏ vàng ba tác dụng thì cạo tới vẫn được nha. Rồi khi để xuống nằm vẫn nằm được. Còn này chỉ có hai cái là chạc với là chăn da thôi. Mà chăn da rất là mạnh nha các bạn. Còn vàng ba tác dụng thì cạo tới không có mạnh hơn mà chăn da thì tương đối là được nha các bạn. Nhưng mà mạnh quá nhưng chăn nặng là nó sẽ nó chịu không nổi, bị làm cái gờ lẫy nó không được lớn. Gà đỏ ở đồng mình đây là siêu gà đỏ, nhìn là gặp là chip chip đi nha các bạn. Ở đây mấy anh ở đây là bên dòng siêu gà này hay lắm. Siêu gà dưới làm đang trục còn đây là tạch cũng tới luôn nha bạn, lên chạc luôn hai chiếc nha bạn, lên hai chiếc luôn. Tới 6 mét là nha bạn. Miếng lết cho bạn xem nè. Miếng lết thì xài bằng cái sắt nha. Sắt cái dạng là hai miếng kè, hai miếng sắt kè lại. Rồi ở sau này làm một cái quê nè. Cái này là quê này nó cặp vô nha bạn nè. Cái miếng hàng vô này nè. Quê này 40 năm rồi đó. Cái mình kèm vô cái quê này nha các bạn là khi mình đạp đất nó ăn dữ lắm nha, nó ăn hơn cái cây. Nếu mình làm mà chặt cây á là đạp ăn không bằng cái này đâu nha các bạn. Bây giờ đa số là họ làm cái thứ này nhiều á, cái mấy chiếc tạch tạch mà chặt đất á. Cái này cũng khá là dễ dàng nha các bạn, để lên rồi chặn lấy cục cây nó chặn vô bên này cái rồi có cái rồi lên xong nha các bạn. Rồi lên xe đi đi, lên xe đi để cho cái phía sau mà tới rồi phía sau cái bên luôn.
đây nữa nha các bạn. Quay đầu cho vô là cái chỗ này nó nè nè với chỗ gò đó, cái bên nó là anh để xuống đẩy nha các bạn. Tài xế chạy là nhìn thấy chưa, chỗ nào gò nè là tài xế thấy chưa nha các bạn. Rất là đã luôn. Gặp là phải liền. Cái này phá gò cực kỳ, chế kiểu này banh banh ga để xuống ủi banh banh ga vậy đó, hồi cái thành tạch lết lại con gái cực kỳ luôn nha bạn. Ôi đẹp kìa, không ve yeah, luôn đẩy luôn nè, ủi luôn khổ. Cái clip của mình xin đây kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Có gì sai sót thì mong người thông cảm qua cho mình nha. Mình thấy cái này, thấy chuông siêu ga này chế đẹp quá, mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn xem đó. Rất là tiện lợi luôn, làm gì rất là tiện. Ok, lết kìa. Cực kỳ. Mang cái bánh lồng cho mình đi dướng chạy chứ. Đẩy là chục không còn dân.